này thông báo bữa nay tất cả hội thiên trên thế giới, khắp hải ngoại, Mỹ Châu, khắp năm hai tiểu bang Virginia, Seattle, Houston, tất cả hội thiên, tất cả hội thiên ở trong nước Việt, thiên âm thầm hay là thiên có làm cái bản thiên tâm giáo chủ đời thứ hai thì càng tốt, còn thiên âm thầm thì mấy viên chức cũng phải nên nghe cái này. Người lớn tuổi 70-80 tuổi cũng có khả năng cầm lấy miếng giấy nhỏ nhỏ, cầm cái viết với cái tên này ký xuống, gọi là thường thì người ta gọi là thỉnh nguyện thư, còn này là mong muốn thư hay là tiên tri thư hay là sấm cơ của ông Trạng Trình. Đúng rồi, nếu tin Thiên Tấn Kiệt này là Minh Dương cũng được, không tin ngon sao, tin Thiên Tấn Kiệt này tương lai là vua nước Việt cũng được, không tin ngon sao. Nhưng nếu tin thì sau thời hậu cộng sản, nếu có một người nào thứ hai mà lấy ân báo oán để cho 4,5 triệu đảng viên không có bị mất tài sản, không có đổ máu thì tìm. Còn nếu đó là về mặt đời thì viết một cái thơ gửi về địa chỉ 39760 đường Eureka, chữ E, chữ U, chữ R, chữ Eureka dịch tiếng Việt là E U R E K A, đó là chữ Eureka. Dry là D O, ở thành phố Newark là N E W A R K, rồi viết tắt là C A, tức là California. Số dùng là 9-94-560, là 94560. Đó là gửi về cái thơ. Tôi thích sau thời hậu cộng sản thì nó kiệt về để mà đưa một nước Việt lên là một nước hùng cường giàu mạnh, đem công ăn việc làm để nước mình không còn nô tài quốc tế hay cô dâu xứ Hàn hay xứ Đài nữa. Thì ký một cái thơ gửi về đó, để mà thơ này thơ để một cái bước đầu nhẹ nhàng để mà thăm dò, và đồng thời là thiệp sau này nó cũng sẽ như vậy. Thay vì ở bển, mình sống ở chế độ bển này nó hơi khó để mà nói lên hay là đeo dấu thiên tâm, thì viết cái thơ bỏ con tem vô, bỏ, nếu không có tiền dán con tem nữa là thôi á, thì gửi về địa chỉ đó. Thì những cái thơ này sẽ lưu truyền thiên cổ, những đứa họ thiên bên Mỹ, những đứa đại tử bên đây sẽ scan, tức là bỏ vô computer giữ dự kiện lại, sẽ lưu trữ lại. Và cái này rất là quan trọng, sẽ không có một người thứ hai ngoài Thiên Tấn Kiệt này đọc cái thơ đó, nên yên tâm. Cái đó là lời hứa của một vị Bồ Tát sống, không có người nào thứ hai đọc, chỉ cần tên và chữ ký, cho nên không có cần phải ngại ngùng mà để mà sợ gì hết. Kiệt này hứa là sẽ làm, thì cái thơ chỉ có Kiệt này là giữ kỹ lại để mà lưu trữ những ngày tháng đầu trước khi mọi chuyện nó thành hình. Năm cái ác sẽ qua đi rất là lẹ, thể chế cộng sản cũng như vậy thôi, cả Nga và Tàu, thì Việt Nam không có thể nào giữ nổi. Và họ cũng muốn có sự thay đổi, và một thay đổi một cách là đổi màu áo, thì chỉ có cách này đó. Thì đó, đây là lời thông báo nha, gán với cái thơ gửi về. Vì trời Phật làm cái gì cũng phải do chúng sanh, nghiệp là nghiệp của chúng sanh, xu là người cõi trời xuống đây
cha mới hồi tuần rồi cũng nói ngày mùng 9 Tết với cha, nước Việt còn cái nghiệp nặng lắm, họ không biết cha là ai, cho nên cái nghiệp cũng còn. Còn có nghĩa là gì? Còn có nghĩa là chết không chết, sống không sống, đói khổ, khổ càng khổ thêm, đói càng đói thêm. Hiện giờ nữa, chưa chiến tranh đó mà hiện giờ đã đói khổ rồi, mà hỡi có chiến tranh mà ở châu nữa thôi, nước Việt là nước chết nhiều nhất. Thì cái này là lời thiệt chứ không phải là lời hù dọa, mà tiên tri nói trúng 90%. Mà ngày giờ thì không ai biết, tất cả thám cơ trên thế giới có ai nói ngày giờ đâu. Thì gạo dự trữ thì cũ thì mình đổi mình ăn, mình mua gạo mới, nhưng mà nó sẽ xảy ra thiệt. Nước Việt sẽ không bao giờ khả quan hơn nếu ngày nào thì nước Việt này chưa có về nước, thì cái chân mệnh chưa có về, rồng chưa có về, thì ở bển cũng là chưa có mà cái gì gọi là cũng như là một cái điều kiện để cho thuận thiên cho chúng sanh. Ở bển còn nhiều người còn nghịch thiên lắm, vô văn quá mà mấy đứa nhỏ, nhưng mà tương lai rừng cộm nước nhà là của tụi nhỏ, tụi nó phải giữ nước, nhưng mà bây giờ nó không biết gì hết. Ở một cái thời đại bi cực này, muốn trở thành một cái thời đại vàng son á, thì những chim hiền ở hang ngoại phải đi về, 6 triệu người khắp thế giới phải về, thì nước Việt nó mới lên được, thế giới mới nhìn thấy một cái làn sóng của người mình mà thương người mình mà về ồ ạt á, thì cả thế giới họ mới chạy theo. Người mình không thương người mình, còn nghe ngại với người mình, thì thế giới làm sao tin tưởng mình. Cái đó là một cái điều bình thường thôi. Giống như trong nhà mấy đứa con, 5 chị em mà cứ gây lộn nhau, thì bạn bè hàng xóm họ né, họ đâu có dám tới để mà giao du mình. Đó là nước Việt mình đang bị cái nạn đó. Thế như là Phật rồi có mấy lời thông báo thôi. Tâm chúng ta là cha mẹ dạy mình, sống ở thế gian này á, mình không có chối bỏ thế gian, mình phải coi thế gian này một cái thiên đàng hạ giới. Thì cái thằng hồn của con nó đã quen sống sung sướng ở dưới này, hạnh phúc, thì mới được về trời. Còn ở dưới này mà cứ gây lộn, chồng quýnh cả chửi nó lại, thì hai đứa này bùi nhồi quá, thì cứ ở dưới này mãi đi. Cho nên xuất pháp của thế gian không rời xuất thế gian. Người Công giáo chỉ học là thế gian thôi, ăn hiền ở lành bác ái thôi, thập thiện, nhưng mà họ không có học về siêu nhiên. Siêu nhiên cũng y như chúng ta, tại cái thần hồn á, nó sẽ ghi nhớ lại những cái gì mà mình làm từ lúc mới sanh đến lúc ngày mình ra đi. Còn cái xác nó đâu có cần ghi nhớ, xác thì nó thành cát bụi trở lại. Nên là pháp thế gian không rồi đó là lý do tại sao một trở lại thế gian này, để nâng cấp trình độ của nhân loại lên, chuyển qua một cái thời gọi là nhà không có cửa, quốc gia không có ganh giữa, con người không có hận thù, không có kỳ thị chủng tộc, da vàng da đen da trắng, Anh Pháp Mỹ Việt Nam Tàu hay là miên gì hết em, là một. Hãy ai có linh hồn đều là con của thượng đế, con của cha mẹ, có chân linh khôn á. Còn ai mà có mấy là đều là mẹ tạo ra, cha mẹ tạo ra tất cả nhân loại trong tam thiên đại thiên thế giới, là cha cai quản, Chúa trời, người, Bồ Tát, Thánh Thần và cả thủy cung mà ở trong kinh của mình á, con coi, tức là thượng đế cai quản hết. Tức là cha sanh ra mọi tầng lớp để mục đích xuống trần để học khôn, chứ không phải xuống trần để mà ăn chơi sa đọa. Chú Phụ là người đặc biệt, sống hai cõi, ban ngày thì vậy nói chuyện con đem vô ngủ, đứa nào kêu tên phụ bài tới đó tắt thôi. Bữa giờ trời mấy đứa nó đi về hiêu tên nó kêu phụ quá trời luôn, kêu là nằm mơ thấy cho hữu á, hữu biết mà hữu chiếc thân ra được nhiều người lắm. Thế gian chỉ có một người một duy nhất ở cái hành tinh này, có 7 dòng hậu quang và đang đứng đây, sư phụ đang có 7 dòng hậu quang, không có tiếng người thứ hai, dầu cho một nhà sư lỗi lạc cũng không có, và những nhiêu hòa thượng nổi danh nhất thế giới cũng không có. Thì đó là
cái chân lên của thụ, cái gốc á là có sẵn, mấy con không thấy, nhưng mà con nghe ông Edwin ông ngồi thiền với mấy người thiền thấy á. Đâu có ai ép Edwin nói đâu đúng không, mấy con coi đi, đó là thiệt. Tại vì mấy con tu dở mà không thấy, mấy thầy tu dở mấy thầy không thấy, còn thầy nào tu giỏi là quán hồn như thầy Thắng Quang đó, rồi mấy ông cha với mấy đức giáo hoàng, tại không có ngồi thiền, không biết tu, không có mở thiên nhãn thông thì thấy được sư phụ. Cho nên người nào tu giỏi sẽ tự nhiên thấy, còn tu dở thì sao không thấy, mà tu dở mà lì lợm nữa thôi càng không thấy luôn. Nhưng mà ở qua địa cầu này 8 tỷ người là 99.9999 là tu dở, thì thôi không thấy mà tin đi là chắc ăn đúng không. Nhưng mà ngược lại mấy con thấy sự màu nhiệm không? Nói mà Mỹ Mỹ nó quỳ lại bữa nó bị bệnh, sư phụ thánh thấy nguyên cái dòng hào quang trên đầu nó có cái hình đó, con nghĩ cái đó là gì, ngay trên điện mẹ nè, rất là màu nhiệm đó. Cái gì đó? Chỗ nào mà có những cái hiện tượng đó là chỗ đó là siêu, gọi là siêu linh thiêng. Mấy con đi tìm đây dễ không?